đến đây là những vị khách đầu tiên đến ăn phở quán này. Hello hello, xin chào các em có thể phát biểu cảm tưởng là các em ăn xong bát phở thì các em thấy như nào không? Hỏi em trước là em ăn phở gì đấy? Em ăn phở tái độc. Phở tái độc em thấy như thế nào? Rất là ngon nhỉ? Rất là ngon. Mùi vị rất là thơm ngon. Và đặc biệt là em phát biểu về cái bánh phở em thấy như nào nhỉ? Bánh phở này, bánh phở tươi ăn nó rất là khác. Khác hẳn với bánh phở cô vẫn luộc ở đây đúng không? Đúng, đúng, cảm ơn em rất nhiều. Còn em nhỉ? Một cô gái rất là xinh đẹp, em ở Cộng Hòa Séc sang ạ? Vâng. Thì em vừa ăn bát phở gì đấy? Em ăn phở tái độc. Tái độc. Em thấy như nào, phở có ngon không? Phở rất là ngon. Phở rất là hợp với khẩu vị của em. Vì là độ ngọt, rồi độ thịt thì thấy thịt như nào? Rất là mềm, tươi ngon. Bánh phở thì dai, trắng. Cảm ơn em rất nhiều và sẽ để tiếp nhé. Cảm ơn em. Và còn em nhỉ, em ăn bát phở gì? Chị thấy phở sốt vang. Phở sốt vang. Thế em thấy khi bát phở này như nào, có ngon không? Ngon, rất ngon. Ngon à? Hấp dẫn lắm. Hấp dẫn à? Vâng. Màu phở... sắc là thấy hấp dẫn đúng không? Màu sắc và độ mặn ngọt, mặn nhạt ra sao? Được. Là được à? Nhà. Cảm ơn các em rất nhiều. Các bạn thân mến, bánh phở tươi lần đầu tiên xuất hiện từ Việt Nam đã được những khách đầu tiên cảm nhận rất là tốt. Xin cảm ơn rất nhiều và xin mời mọi người đến nhé. Cảm ơn.